Trình kính chào quý vị và các bạn đang đến với kênh Google Chia Sẻ. Hôm nay mình chia sẻ đến quý vị và các bạn video quá bất ngờ với bảng giá xe máy Honda đồng loạt giảm giá mạnh trong tháng 6 2019. Các mẫu xe tay ga ăn khách của Honda như Vision, Leaf, A-Black giảm giá rất mạnh, bất ngờ, thậm chí xuống dưới mức đề xuất. Xu hướng giảm giá của các mẫu xe máy Honda còn được giới thợ xe dự đoán sẽ tiếp tục diễn ra mạnh hơn trong suốt tháng 6 2019. Ở dòng xe số, nếu trong tháng 5 2019, phiên bản Way RS Vận Đúc còn được ghi nhận với mức bán ra cao hơn hẳn với giá đề xuất, thì bước sang tháng 6 2019, mẫu xe này giảm xuống dưới mức đề xuất, thậm chí tới gần nửa triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu xe số bình dân khác như Way Alpha 110 Black và các phiên bản khác của Black đang có mức bán ra thấp hơn giá đề xuất, thấp nhất tới 1,3 triệu đồng Việt Nam. Tại cả sản phẩm xe số mới Honda Future 2019 vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam cũng có mức bán ra không thay đổi hoặc thấp hơn cả giá đề xuất. Một cái điều nữa tạo ra bất ngờ nhất với người tiêu dùng chính là ở dòng xe tay ga, các mẫu xe tay ga bình dân và tầm trung như Honda Vision, A-Black và Leaf vẫn được đánh giá là các sản phẩm cực hot và có nhiều thu hút người mua, thì bây giờ lại được bán ra với giá thực tế ở nhiều phiên bản giảm dưới mức đề xuất. Trong khi đó thì Vision giảm sâu nhất là 800.000 Việt Nam, còn A-Black giảm sâu nhất là tới 1 triệu đồng tiền Việt Nam. Các mẫu xe như SH cũng giảm giá thực tế dù vẫn cao hơn giá đề xuất, còn VCX vẫn giảm sâu nhất thuộc về phiên bản BCX 150 Hybrid xuống dưới mức đề xuất lên đến 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Hiện chưa có rõ chi tiết các nguyên nhân vì sao nhiều mẫu xe máy của Honda, nhất là xe tay ga, lại giảm giá mạnh như vậy. Một số phân tích tiết lộ rằng một số mẫu xe đang còn tồn kho lớn hơn nữa, có thể là lượng mua đang bị chững lại. Chưa hết là nhiều mẫu xe mới từ các đối thủ, nhất là Yamaha ra mắt, có thể tác động với giá bán của xe máy Honda. Và sau đây mình sẽ cho quý vị và các bạn xem cái bản thông báo giảm giá rất mạnh của xe máy Honda trong tháng 6 2019. Bản giá này tham khảo quý vị xem nha. Way Alpha 110 thì còn có 17.600, Black Flanker thì có 17.500, còn xe Black phanh đĩa thì 18.500, còn Black dành đúc thì 20.000 chẳng, còn Way RS Flanker là 21.000, Way RS phanh đĩa là 22.000, còn Future 2019 vành nang là 30.000, Future vành đúc là 31.000. Đáng chú ý hơn là Vision chỉ còn có 29.200, Vision cao cấp là còn có 31.000, và Vision đặc biệt thì còn có 32.100.000, còn xe lít mẫu tiêu chuẩn là 37.000, mẫu cao cấp là 30.200, đen mờ là 40.400, còn Black thể thao là 38.900, cao cấp là 40.200, đen mờ là 44.000, còn Winner thể thao 2019 là 39.500, Winner cao cấp 2019 là 40.500, SH thời trang là 55.000, SH mò thời trang là 55.000, SH mò thời trang ABS là 61.500, SH mò cá tính là 67.000, còn FCX là 54.000, FCX 150 là 67.000, FCX 150 Hybrid chỉ còn có 85.000, và MSX 125 chỉ còn có 48.500. Giờ qua dòng SH cao cấp thì chỉ có CBS thì 70.000, 125 ABS là 84.700, 150 CBS là 92.500, 150 ABS là 103.000 chẳng. Còn cái dòng xe SH 150 CBS đen mờ là 92.500, SH 150 ABS đen mờ là 103.000. Còn cái dòng phân khối lớn như là SH 300 2019 là 276.000, xe này giảm rất mạnh các bạn. Và SH 300i 2019 đen mờ chỉ còn có 279.000, Gibel 300 chỉ còn có 112 triệu,
Còn Super Cup C125 chỉ còn có 82 triệu các bạn. Lúc mới ra là 86 chỉ còn có 82. Và xe Moncay chỉ còn 82 triệu. Đây là cái bảng giá mang tính cách tham khảo tùy theo các đại lý của các nơi các bạn. Quý vị nên lưu ý. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem.